À, hiện tại Lộc với Loan đang đứng ngay trung tâm Phước Lộc Thọ. Bên đường là Phước Lộc Thọ đó, quý vị thấy không đó? Bữa giờ réo gọi quý vị là đi khai thuế để xin cái tiền của một 1099 mà mỗi người lại nghèo đó, thì bây giờ Lan với Lộc mới đi nè, để một chút nữa khai thuế xong rồi tình hình nó như thế nào thì Lan với Lộc sẽ thông báo đến quý vị ha. Bây giờ nè, bên đây á, đối diện Phước Lộc Thọ nó có một cái khu cũng rất lớn lắm đó. Bên đây có Hội Thứ Thanh Xuân rồi Quang Có Trung. tiệm seafood khô là một cái tiệm mà thức ăn người Hoa đó cũng rất là được ưa chuộng, rất là đông khách luôn. Ở trong góc này thì có quẹo đây nè, thì có chợ Á Đông cũng là cũng khá nổi tiếng. Bên kia là rất là có Phước Lộc Thọ à. Hồi nãy đi vô khai thuế gặp một người quen, một người anh chị quen tặng cho một chai nước rửa tay hand sanitizer của Korea. Made in Korea nha quý vị. Wow, quá sướng luôn. Đang nhờ Lộc làm quảng cáo giùm cái mặt hàng này cho ảnh. À, ảnh nhờ Lộc làm một quảng cáo giùm cho cái mặt hàng này, thì mình sẽ làm một cái video nói về cái sản phẩm này cho nó ấn tượng. Mà hầu hết hiện tại giờ ai cũng cần cái hand sanitizer này hết. Cái này nó có cái chất moisturizer, nó làm cho cái tay mình nó mịn, nó còn đang mới vừa xuất thử rồi cái mùi rất là dễ chịu và nó mịn, nó tay lắm, nó không bị khô giống như mấy cái kia. Còn cái mùi nó thơm, Nó có cái chất dưỡng da nữa cái mùi nó lây hơi hơi như có cái mùi xả, Ồ, lập tức mùi xả. mùi nó dễ chịu nhưng Cái mà nó mùi rất là nhẹ chứ nó không có nặng, mùi nó nhẹ nhẹ mà mình thay vô mình cảm giác cái tay mình nó mịn đã ha. nha. Hy vọng là cái loại này nó sẽ mai mốt nó sẽ thịnh hành trên thị trường. Gì đây? Biết ai đi không? Cái giọng nói này nghe rất là quen quen. Quen sao? Cái mùi thơm này hình như của con nhỏ nào. Không. muốn muốn sao tự nhiên cái người ta đang tính lãng mạn vừa mới bịt mắt hỏi xong cái hù anh chờ em có lâu không. Giống y chang trong mấy cái phim mấy phim mà hẹn hò tình yêu lãng mạn lúc nào cũng vậy, bịt mắt rồi hù rồi gì đó. Bịt mắt bắt dê hả? Hello, xin kính chào quý vị. Hồng Lan xin chào cô chú, anh chị, các bạn cùng với các em thân yêu. Một ngày mới lại đến nữa rồi. Xin chúc tất cả mọi người chúng ta một ngày thật là vui vẻ và bình an. Tràn đầy năng lượng như quý vị. Bây giờ Hồng Loan xin phép được update cái tình hình bệnh của nước Mỹ mình sáng sớm của ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ đó, ca bệnh là 2.424.144. Số người mất là 123.473 và số người được chữa khỏi là 1.020.333. Mình thấy cái số người chữa khỏi nó cũng đã tăng Tăng lên cao quý hơn vị. 1 triệu ha. Như vậy là hiện tại bây giờ mà số người còn bệnh á, để Hồng Loan coi kỹ lên cái active á, của cái bệnh bây giờ coi nha, coi như cái số ca bệnh hiện hiện tại bây giờ á, nó là 1.280.000. Có nghĩa là hiện tại bây giờ là ca bệnh là 1.280.000. Tại vì cái số mà 2 triệu mấy thì mình trừ ra cái số người mất cộng với lại cái Số được số chữa người được chữa khỏi. khỏi. Như vậy là số người được chữa khỏi cao hơn á, cao cao hơn á. Số người được chữa khỏi Hơn phân nửa.
chưa tới phần nửa. À, được khoảng 40%. Bây giờ mình thấy cũng khả quan rồi, là bởi vì đã có nhiều cái phương thuốc tạm thời để chúng ta chữa cho cái bệnh này. Nếu như chúng ta có sức khỏe đầy đủ thì không có cần chữa thì chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Giống như có nhiều người bị bệnh mà không có bị triệu chứng, không bị gì hết rồi họ cũng hết bệnh rồi. Còn có những người mà sức khỏe yếu hơn thì có thể là cần phải dùng thuốc, cần phải chữa bệnh, thì chúng ta cũng đã có nhiều phương thuốc. Thì hy vọng một ngày gần, cái vấn đề quan trọng là chúng ta có vaccine để phòng ngừa, thì điều đó mà có được điều đó, đó là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường rất là sớm ha quý vị. Xin lỗi. Mà cái vaccine mà phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay đó quý vị, là cái khẩu trang của quý vị đó. Phòng bệnh hơn chữa bệnh đi. Mình phải giữ cho mình trước để mà không lây lan với người khác, những người khác cũng không lây lan cho mình. Cái đó là đang hiện tại chưa kiếm được vaccine, thì cái đó là cái vaccine hiện hữu hiệu nhất bây giờ. Phòng ngừa cho mình và cho gia đình mình ha. Hôm qua chia sẻ quý vị cái tai đẹp Hồng Loan mà quên bật mí cái vụ này nha. Hôm qua được mẹ bao đi làm móng tay luôn. Ủa vậy hả? Biết vậy anh làm luôn. Anh làm mẹ bắt anh trả đắp bộ. Mẹ nghe mẹ nói Hồng Loan này nó xấu mẹ. Nói chứ cũng thương con rể lắm chứ bộ. Lâu lâu cái nhiều khi bết đê, nhiều khi bết đê sướng lắm nha. Hồng Loan cũng thấy lớn rồi, mình cũng làm như hai mẹ con chút mà bết đê rồi vậy thôi. Cái bà ngoại nói chứ mai mốt gì đó đi ra ngoài ăn đi, mẹ đợi mẹ đãi bết đê cho mình lọc coi. Trời ơi, sướng sướng. Sướng lắm mà. Hồng Loan chưa bao giờ được vậy nha. Hồng Loan còn được hơn nữa. Lâu lâu mẹ nói cái áo này đẹp nè, mua cho Loan nghe. Cái bộ đồ này đẹp thế quá, Loan chắc mặt đẹp. Ô đôi già đẹp quá, Loan chắc măng dừa. Có một Hồng Loan nhớ có một năm á, anniversary của Loan Lộc, kỷ niệm hai đứa, mẹ dẫn đi Chanel. Đúng rồi. Mua cho cái sợi dây đeo nha, với lại cái đồng bông. Được cưng hơn Lộc nhiều, nói vậy thôi. Mình biết mà. Kính thưa quý vị, như quý vị chúng ta cũng đã biết là trong cái thời gian gần đây là cũng phải là cả tháng rồi đó, thì ở bên Seattle đó họ làm ra một cái khu gọi là khu tự trị của những người biểu tình Black Lives Matter cộng với nhiều người khác, thì họ ngăn hẳn cái khu đó ra luôn và họ đưa ra những cái yêu sách, họ yêu cầu chính phủ ở Seattle là phải đồng ý những cái yêu cầu của họ. Nhưng mà trong vòng mấy ngày hôm nay đó, trước đây đó thì bà thị trưởng của thành phố Seattle lại đồng tình cho cái điều đó. Bà nói là làm như vậy cái khu đó không cần có cảnh sát, nhưng mà họ rất là ôn hòa, họ biểu tình ôn hòa, không có bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà trong vòng 3 ngày nay đã có 6 vụ nổ súng ở trong cái khu tự trị đó và đã làm chết một thanh niên 19 tuổi. Thì cái bà thị trưởng đến hôm nay bà mới nói là bà sẽ phải giải tán cái khu tự trị đó. Nhưng mà cái cách làm thì chưa biết như thế nào. Thì bà nói là hy vọng là bà có thể nói chuyện được với những người ở đó để mà họ giải tán một cách êm đẹp, không cần phải dùng những cái biện pháp mạnh. Thì Hồng Loan xin được nói chi tiết về cái khu đó cho quý vị nghe. Thì là cái việc chiếm đóng trái phép ở thành phố Seattle là những yêu sách của phe Antifa cộng với Black Lives Matter. Người ta không khó để nhận ra tư tưởng vô chính phủ và ý muốn phá hoại nền Cộng hòa. Nhóm dân quân khủng bố cực tả Antifa có vũ trang và những người biểu tình cho phong trào Black Lives Matter đã tràn vào nội đô thành phố Seattle, thủ phủ của bang Washington. Họ chiếm các tòa nhà, kiểm soát một vài khu vực trung tâm, thiết lập vùng đệm phi cảnh sát mà họ gọi đó là khu tự trị đồi Capitol, bãi bỏ 100% lực lượng cảnh sát, ngưng vĩnh viễn việc trả lương hưu cho cảnh sát,
thay thế cảnh sát bằng nhân viên dịch vụ tâm lý xã hội, bãi bỏ cảnh sát di trú ICE. Và họ còn nói là trước khi có thể hoàn toàn giải tán cảnh sát thì phải cấm cảnh sát dùng bất kỳ loại vũ khí hay công cụ hỗ trợ nào, bao gồm súng, dùi cui, khiên, súng điện, bơm khói, v.v. Và tiền ngân sách dành cho cảnh sát từ nay phải được dùng để chi trả trợ cấp cho người nhập cư bất hợp pháp và người da đen. Phải gọi người nhập cư bất hợp pháp là người chưa có giấy tờ, vì con người không thể nào bất hợp pháp. Đó là những cái ý kiến của những cái người trong cái khu tự trị họ đưa ra đó. Rồi họ kêu gọi là bãi bỏ toàn bộ hệ thống nhà tù theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu phải ngay lập tức thả những người bị bắt vì tội sử dụng cần sa, ma túy, bạo động hoặc chống người thi hành công vụ. Bãi bỏ hệ thống tòa án, những ai đang bị cầm tù do tội hình sự phải được đưa ra để Hội đồng Nhân dân xét xử lại. Nhân dân phải được trao quyền tự trị, lập các ấp chiến lược có vũ trang để phòng chống tội phạm ở địa phương. Chính phủ phải miễn học phí đại học, cao đẳng, miễn phí tiền ở, công cho nhân dân, kiểm soát, không cho tư nhân tăng giá thuê nhà. Phải cho phép tầng lớp công nhân lao động lên nắm chính quyền. Các bệnh viện phải tuyển riêng y tá, bác sĩ, người da đen để chăm sóc bệnh nhân da đen. Chính quyền và nhân dân phải ủng hộ việc kinh doanh của các doanh nghiệp do người da đen làm chủ, tức là hãy tới hàng quán của nhà người da đen mua sắm ăn uống thay vì đến những cái nơi mà của người da trắng hay là người châu Á. Thị trưởng Seattle Jenny Durkan, đảng Dân Chủ, bà phải từ chức nếu bà không chấp nhận yêu cầu bãi bỏ sở cảnh sát. Mặc dù bà là bà ủng hộ đen họ đó, của họ đó. Bà ủng hộ họ đó, thì sự việc này gây ra một cái cơn hoảng loạn cho tất cả những cái người dân ở xung quanh đó. Thì bà thị trưởng thì bà nói như vậy, nhưng mà bà cảnh sát trưởng á nha, thì bà nói là trong vòng hơn 2 tuần qua đó là có cả trăm cuộc điện thoại gọi của tất cả những người ở trong khu tự trị cũng như là bên ngoài, họ gọi tới, họ complain về vấn đề bạo động, dùng bạo lực, đánh nhau. Rồi có những cái business mà ở trong cái khu đó đó, người ta đang bị đe dọa rất là kinh khủng, có nghĩa là đe dọa là vô cướp, rồi đập phá, và còn có cái hành động cưỡng hiếp nữa, thưa quý vị. Quý vị nghe cái điều này, quý vị thấy nó có hợp lý không ta? Mình nghe xong mình thấy không có cái gì hợp lý hết đó. Giống như là họ lập trái cái luật pháp hiện tại giờ. Giống như một cái đất nước phi, đất chính, nước phủ, phi chính phủ, không có, chính phủ. Không có luật pháp. Muốn mình, trở về cái thời sống như là bộ lạc. Bộ lạc tiền sử vậy đó. Mình thấy những cái yêu cầu mình không thể nào mình thấy mà mình chấp nhận được. Nếu một người phạm tội thì để nhân dân xử, thì đưa ra ngoài chỗ công cộng rồi dân cầm đá ném giống như hồi xưa đó. Vô lý ha. Vô lý thiệt á. Mà những người nào mà suy nghĩ ra những cái điều này ra, mấy người này nó không có đầu óc hay sao, hay là chỉ họ chỉ nghĩ cho họ thôi. Chắc có lẽ là như vậy. Và rồi vừa đây ở Los Angeles là có cái phong trào mà Black and Brown Lives Matter đó. Thì ngày hôm qua là ở Santa Ana là phải curfew giới nghiêm từ 10 giờ tối. Bởi vì ở Santa Ana là đa số là người Mexico không? Đúng rồi, hết 80% người Mexico. Đó, giờ biểu tình tùm lum hết. Loan nghe nói là như là qua tới bên Houston là cũng bắt đầu khơi dậy biểu tình tiếp tục. Ăn theo, người Mexico họ rất hiền quý vị. Nhưng mà tại vì giống như bị kích động thôi. Họ hiền lắm, họ chỉ biết làm. Phần lớn là họ an phận lắm. An phận lắm. Biết làm vậy thôi, làm 10 đồng, xài hết 10 đồng, không để dư được để mà ấy. À, không, Loan kể cho quý vị nghe một cái vụ án này, nó không có dính gì tới cái tình hình hiện nay ở nước Mỹ ha. Thì ngày hôm qua có một người đàn ông ở Oregon, thì cái vùng rất là hẻo lánh đó, gọi là vùng Northlands. Thì khi mà ông đi ra sân nhà mình á, ông dọn dẹp sân vườn này nọ, thì
ông phát hiện ở dưới đất có xác chết của một cô gái. Thì ông sợ quá mới gọi cảnh sát. Thì cảnh sát tới và xem hiện trường đồ này nọ. Thì cảnh sát phát hiện ra đây là một cô gái đã bị mất tích cách nay 6 tháng, là vào tháng 12 năm 2019, thưa quý vị. Thì cô gái này tên là Alison Watterson, 20 tuổi. Trong cái thời gian cô vừa mới bị mất tích đó, thì gia đình cô có treo một cái giải thưởng là 10.000 đô cho ai mà biết thông tin gì về cô gái. Thì như vậy mà 6 tháng trời đi tìm cũng không tìm ra, và cả cảnh sát cũng chưa tìm ra được nữa. Thì họ nghi ngờ là cái người mà tiếp xúc với cô gái mà lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy đó là bạn trai của cổ. Thì cũng đi tìm cái anh chàng đó mà cũng không tìm ra luôn. Thì cảnh sát xác nhận là cái vụ án này nó không dính dáng gì đến cái ông chủ nhà hết. Nhưng mà cái người mà có nghi ngờ căng nhất là bạn trai của cô ta. Thì trong vòng mấy tiếng đồng hồ cảnh sát đi tìm không ra, thì họ mới lật lại cái hồ sơ. Thì họ xem những cái hồ sơ thì lại thấy tên của anh chàng đó hiện đang ngồi trong một cái tù ở Oregon. Nhưng mà mình chưa biết là ảnh ở tù khi nào. Nhưng mà chắc chắn là khi mà cô gái mất tích thì ảnh chưa ở tù, tại vì cái ngày cuối cùng người ta thấy ảnh đi chung với lại cô gái đó mà. Đúng rồi. Thì hiện bây giờ là cảnh sát đang điều tra cái vụ đó. Thì cái anh chàng đó ảnh ở tù là vì một cái tội khác, chứ không phải là dính dáng gì đến cô gái này hết. Thì chúng ta chờ xem là điều tra ra để xem coi là lý do vì sao ha. Quý vị xem cái hình cô gái này rất là xinh đẹp luôn. Mới có 20 tuổi à. Cô gái mới có 20 tuổi ha. Mới 20 tuổi à, tội nghiệp quá. Thì hiện tại giờ thì giống như là thông tin mà gọi là thông tin mạng xã hội đó, nó rộng rãi nên mình biết rất là nhiều chuyện xung quanh mình ha, xảy ra nhiều cái chuyện cũng đau lòng thì dễ sợ. Mà như vậy thông tin mạng xã hội rộng rãi mà 6 tháng trời mất tích mà tìm không ra. Khó lắm em. Không, nhưng mà ở Mỹ này cũng nhiều lắm. Nhiều, mình đi mình thấy cứ viết là missing đó. Missing nhiều lắm. Nhiều lắm. Vô mà mình vô Walmart á, vô mấy cái cửa hàng bán lẻ Walmart hay là Target vừa trước á, quý vị, nó có cái bảng nhỏ nhỏ để thấy missing mà không phải con nít không, người lớn cũng có nữa. Thấy cỡ trên bảng cỡ 10 người nhất có. Nhất là con gái á. Mỗi dùng. Con gái là dễ... đi đâu mà đi một mình hay gì đó, ở bên đây nguy hiểm lắm. Chỉ cần đi bộ cái nó mở cửa xe nó tông vô xe cái là xong. Có nhiều cái video nó quay được cái việc con nít đi học sinh mà cũng mười mấy tuổi rồi, con gái đi ăn nó lại nó hỏi đường, mà cái người hỏi đường đó là một người già, mà thì người ta mở nó mới lại nó hỏi thì cái cô gái nó thấy người lớn tuổi thì chỉ đường thôi, vừa mới là đưa đầu vô là ở ngoài sao đó. Mấy người đàn ông mở cửa ra kéo nó vô bịt lại, mà người ta quay được từ camera của mấy cái nhà hàng xóm. Bởi vì ở Mỹ thì một tiểu bang của nó lớn lắm. Ví dụ chẳng hạn như một cái tiểu bang của Cali thôi, nó bự cỡ bằng Việt Nam mình, mấy nước Việt Nam mình rồi, nhưng mà nó tới 50 tiểu bang thì quý vị nghĩ đi, nó giống như 50 cái nước nằm trong một cái nước lớn là nước Mỹ. Bởi vậy thông tin rất là nhiều. Nhiều khi mình nói, ủa tại sao bên Mỹ mà nhiều chuyện không hay xảy ra? Thì quý vị cũng nghĩ đơn giản là nó là 50 nước chứ không phải là một nước. Bởi nó vậy quá lớn. À. Quá lớn rồi, nó là hợp chủng quốc. Nó bao gồm người của khắp tất cả các nước trên thế giới đều về sống ở đây hết. Nó nhiều thứ lắm. Có một cái tin mà mình nghe mình thấy rất là buồn, là ngày hôm qua ở thành phố Los Angeles đã bỏ phiếu về cái vấn đề mà cắt cái lương của cảnh sát. Thì là đã được đồng tình cắt 130 triệu tiền rồi. Lương của cảnh sát có nghĩa là sắp tới là cảnh sát không có làm việc overtime. Mà nếu mà có overtime mà kêu mà gọi đi làm á, cũng không được lãnh lương. Thì mình nghĩ là sao? Người ta làm overtime là người ta phải làm nhiều hơn, cực hơn. Người ta xứng đáng được nhận double
ở bên Mỹ mà làm overtime là lương double, lương double vậy. Mà bây giờ overtime không cho lương. Tại sao vậy ta? Sao mấy người này họ có những cái suy nghĩ kỳ lạ vậy ha? Những người mà bảo vệ cho mình, bảo nghệ cho người dân, bây giờ không có những người đó thì sao? Bây giờ chẳng hạn như cái người mà ghi ra cái quyết định đó đó, người rồi biểu quyết cái quyết định đó, ổng ngồi ở nhà đi. Nhiều người biểu quyết đồng ý. Ăn cướp tới nhà ổng. Ổng làm gì? Ổng ra ổng cầm súng bắn lại hả? Ổng bắn lại tao. Trong khi bây giờ ổng gọi 911, mấy chục chiếc xe cảnh sát nó sẽ qua bao vây nhà ổng, nó sẽ giúp đỡ ổng. Hoặc là những ba má của ổng trong nhà bị bệnh đi, chẳng hạn vậy. Cảnh sát nó sẽ chạy tới, cứu hỏa sẽ chạy tới, nó hỗ trợ, nó giúp. Chứ sao mà mình tự trị được? Bây giờ này, dù như những người đi biểu tình đi, nhà ổng có chuyện là gọi mấy người đó có tới không? Bởi vì những người này không hiểu sao họ suy nghĩ những cái gì lạ quá. Thôi đừng nói chuyện chán. Buồn đau lòng. Nói về cái chán. Mà mấy người này mình nói là thiển cận, không lẽ họ thiển cận đến mức độ họ chỉ nhìn thấy cái gần, có nghĩa là bị những cái người dân biểu tình quá rồi họ sợ họ phải làm như vậy để mà cho những cái người đó dịu cái cơn giận xuống. Có thể là như vậy, nhưng cái mà đó là quá thiển cận. Quá thiển cận. Ừ. Mình nói từ Việt Nam gọi là từ hơi bị ngu. nhưng mà bởi vì nhìn thấy cái cảnh mà ông Tổng thống Trump á, mà sau cái cuộc tranh cử thất thiểu đi về tội nghiệp thiệt. Tranh cử ở Arizona, ông đứng ông nói gần 2 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là ông phải có một cái thời gian chuẩn bị, rồi đứng nói 2 tiếng đồng hồ, rồi phải giao lưu với tất cả mọi người. Một ông già 74 tuổi, phải không? Mà vừa phải hoạt động cái đầu, mà vừa phải hoạt động cả cái người. Đúng rồi. Cho nên sau cái cuộc tranh cử mà thấy ông đi xuống máy bay, ông đi về, rất nhìn công nhận nhìn thấy thương thiệt, nhìn thấy tội nghiệp quá. Ổng là giống như ổng làm việc, quý vị biết ổng chỉ lãnh lương 1 đồng thôi, không lấy gì, ổng lấy lương 1 đồng tượng trưng thôi, chứ ổng không có lấy lương gì của chính phủ hết, tất cả các tiền này ổng bỏ ra hết. Thì hỏi quý vị, ổng có lợi lộc gì ở đây? Thì mình cứ nghĩ thôi. Bởi vì mình những người mà ghét Trump thì mình không nói, nhưng mà những người ủng hộ Trump thì mình nhìn thấy hình ảnh đó mình mới thấy thương. Thì mình thấy trong khoảng thời gian gần đây cũng có rất là nhiều người hồi trước đó, rất là ghét ông Trump, nhưng mà sau một khoảng thời gian gần đây thì cũng thấy được những cái điều mà nhìn thấy ông cũng có những cái mà lo cho dân, cho nước này nọ, thì cũng từ ghét mà chuyển qua thương rất là nhiều. Giống như em hồi đó em ghét anh, bây giờ em thương anh phải không? Trời ơi, chứ phải hồi đó thương giờ ghét. Có không? Có, nói trước mọi người đi. Chương, chứ sao ghét được. Đi ghê quá. Mọi người có nổi da gà không? Chứ không còn nổi da gà. Thôi bây giờ mình không nói mấy chuyện đó nữa. Hồng Loan chia sẻ quý vị cái hình ảnh này Hồng Loan coi, Hồng Loan mất cười với sợ. Hồi đó đó thì nó hay nói mấy ông chồng là hay giếm tiền đồ riêng, phải không? Coi chừng nha, ổng giếm ở trong vớ ổng, hay là ổng giấu ổng giếm ở đâu á. Nhưng mà mình coi cái hình ảnh này á, thì mình thấy cái người đàn ông này rất là gì? Tội nghiệp luôn. Không phải giếm tiền. Không phải giếm tiền mà là giếm rượu bia. Ông giấu cái chai bia ở một cái thùng ở mé bên hông nhà, ông giấu đó. Ồ, cái thùng này là giống như cái thùng mà máy bơm nước cái gì đó quý vị. Rồi ông đậy lại. Rồi cái ông đi ra, ông mở lên, ông uống miếng sẽ cất vô. Cái gì? Cất vô đi vô nhà, cái xong cái một lát hồi ấy, quay trở ra mở lên, uống một miếng nữa. Cái người hàng xóm mà quay được. đưa lên là chắc bà vợ ông này chắc chắc bị ăn đòn quá. Bị ăn đòn quá, ông này chắc bị ăn đòn nhiều lắm rồi, bởi sợ ra ngoài bỏ. Mình có này mình thấy tội nghiệp ha, mấy chị vợ đừng ăn hiếp mấy anh quá nha. Thấy mấy anh vậy thấy tội nghiệp quá, thấy thương quá, phải lén lút vậy đó. Mình mở cửa nới lỏng cho chút xíu ha. Không. Chút nữa em cho uống 1/3 chai bia. Ok.
Nói lộng cái bia ta hả? Nói lộng khác không? Khác là cái vụ gì? Cái vụ mua đồ online hả anh? Phải không? Anh muốn mua bao nhiêu? À rồi, hồi nãy là mình cho coi video là của người đàn ông ha. Còn giờ cho coi tới cái video của phụ nữ. Mình xem cái này á, mình mới thấy là cuộc sống này giữa mộng và thật nó sao mà nó khác nhau xa vậy ta. Trời, cô này chân dài dữ vậy. Chân dài thấy không, mà mở cái stroller ra, nắm lên giật cái là cái stroller bung liền đó, đóng cửa là giơ chân thẳng lên bấm nút rồi. Còn này là thật nè, cái hồi nãy là quảng cáo cho cái đó quảng cáo, cái đó quảng cáo, còn bây giờ là giờ thật nè. Cầm cái xô ra giật hoài giật hoài không ra, mà cũng bận đồ rồi bikini rồi giống như vậy cũng ấm con vậy chân đây. Rồi chân thì dối hoài dối không tới. Cuộc sống này giữa mộng và thật xong mà nó khác nhau nhiều quá. Nhưng mà thôi cứ mơ mộng đi cho cuộc đời lúc nào nó cũng đẹp. Có mộng mới có thật, mà có thật mới có mộng quý vị. Những người mà làm việc là muốn cái sự việc đó không được ở thật thì đem về họ sẽ mộng. Loan với Lộc cũng muốn xin thông báo đến với quý vị cái livestream mà ở trên YouTube đó, thì khi nào mà tuần nào mà Loan Lộc chuẩn bị để mà livestream thì cả tuần đó Hồng Loan với Lộc sẽ báo ở trên vlog cho mọi người cái thời gian, cái ngày giờ để mà chúng ta đón xem ha. Tại vì thật sự hiện tại bây giờ Loan chưa có thể ổn định được mà làm mỗi tuần, mỗi cái thứ bảy cuối tuần như là mình muốn, tại vì cũng hơi kẹt công việc quá. Thì hy vọng Hồng Loan sẽ cố gắng sắp xếp, ví dụ như 2 tuần một lần hay là 3 tuần một lần. Hiếu về bấm kèn chơi. Bấm kèn tôi nha. Hồng Loan với Lộc cố gắng mình làm 2 tuần lần, 3 tuần lần, nhưng mà sẽ cố gắng làm nhiều để mà được nói chuyện với quý vị trực tiếp, như vậy mình cảm thấy nó gần gũi hơn. Hồng Loan sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, nhưng mà tuần này thì mình busy, mình không làm hơi được kẹt. Và nhưng rất mong, là cảm ơn rất là mọi mong. Người rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Loan với Lộc. Giống như là có những người cô, người chú ở khắp nơi rất là xa, mặc dù là tối khuya hoặc là sáng sớm, vẫn đón chờ xem những cái vlog cũng như là livestream của Loan với Lộc. Dạ cảm ơn cô chú nè, các bạn nè, các em và có cháu nữa rất là nhiều. Ở trên Facebook của Bảo Quốc Hồng Loan Channel đó quý vị, rất là nhiều khán giả. Sao biết được hay ha? Đến nhắn nè. Chẳng hạn như Nguyên Lê Mai, Huỳnh Như Trương, Yến Linh Trần, Hương Trần, Phượng Nguyễn, Sakura Đào Lưu, Bảo Ngọc, Ngọc Bảo. Ngọc Bảo là mẹ của bé Hailey. Harry Trần, Trúc Phạm, Phương Trương, Nguyễn Thường, Thúy Trần, Văn Trần, Lão Phật Gia, Lâm Quỳnh Như Nguyễn, vân vân. Mới rất có cảm ơn quý vị. Cái page này Hồng Loan mới làm được có khoảng 3-4 ngày thôi, nhưng mà đã được ủng hộ cũng rất là nhiều. Quý vị vào cái trang Facebook á, thì quý vị sẽ thấy, quý vị sợ cái Bảo Quốc Hồng Loan Channel page, quý vị like dùm cho Hồng Loan. Follow. Khi mà mình like là nó follow. Mình like là nó tự động nó follow nha quý vị. Quý vị bấm like và quý vị giới thiệu cho nhiều người cùng like giùm Hồng Loan. Mình share đó quý vị, mình share cho cái trang nó. Dạ, rồi để mà khi mà Hồng Loan có livestream trên Facebook á, cái đó là mình không có báo trước. Cái livestream trên Facebook giống như là mình thấy cái này vui quá mình bấm liền, mình like liền cho mọi người coi, cho nên nó không báo trước, nên quý vị phải có like thì quý vị sẽ nhận được cái thông báo khi mà Hồng Loan có like. Để mà chúng ta lên Facebook mình có thể livestream, mình nói chuyện với nhau nó cũng dễ dàng hơn, bởi vì cái Facebook với cái rule nó dễ hơn ở bên YouTube. Ba vui lắm, mỗi lần mà đi chơi thì nó ba hay hát, ba hay hò, rồi nhiều khi ba nói chuyện vui lắm, nhiều cái mình liền lúc đó mình bất chợt thôi mình livestream liền chứ mình không có hẹn trước được cái giờ. Thì quý vị hãy thấy có cái gì hay vui khi mình bấm mình like liền để mà chia sẻ với quý vị, cho nên quý vị nhớ nha, Bảo Quốc Hồng Loan Channel page on Facebook.
like nha quý vị nha. Và cũng như cái channel này, Bảo Quốc Hồng Loan channel trên YouTube, thì quý vị hãy nhớ là subscribe, like và đặc share. Biệt là share. Share càng nhiều càng tốt quý vị. Tại vì khi mà Lập với Loan mà thấy lượng share, lượng view nhiều đó, lượng subscriber nhiều á, mình hứng thú lắm, mình muốn làm những cái nhiều cái mà mình chưa có thể làm được. Mình coi như là mình ý định mình rất là nhiều coi việc để mình làm. Thì sắp tới sẽ có những cái rất là hấp dẫn, quý vị hãy đón xem. Dạ, rất là cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình để mà cùng theo dõi vlog của Loan với Lộc. Kính chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bye bye. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Ok, chết con già. Bắt luôn. Là trong bộ phim này. Dạ, ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng mới đâu chú. Cái bên chỗ cũ.